Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn và dạ, kính thưa quý vị hiện tại quý vị đang theo dõi bản tin 9 giờ sáng ở Mỹ của Mai Vũ thì tương đương với Việt Nam của mình là 9 giờ tối đó vị hiện tại bây giờ Mai Vũ cập nhật thông tin của ngày 24 tháng 1 tháng à, một số thông tin Mai Vũ xin mến gửi tới cho quý vị trong ngày hôm nay đó là có một bé gái 15 tháng tuổi đã bị bơ vơ bên xác của mẹ suốt 5 ngày ở Mỹ à, Israel nói liệu vaccine COVID-19 thứ tư đã giúp cho bảo vệ người cao tuổi gấp 3 lần. Thuốc trị viêm khớp có thể là làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19. Người phụ nữ cố gắng mua em bé với giá 250.000 đô la ở Walmart của Mỹ. Cãi nhau với vợ, ông bố đã cắt cổ hai con rồi tự tử. Mỹ khuyến cáo công dân không có tới nước Nga. Tín hiệu đáng mừng về dịch bệnh hiện tại đó là những cái thông tin Mai Vũ sẽ gửi tới cho quý vị trong ngày hôm nay Quý vị ơi đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha Nếu mà ai lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ thì hãy ủng hộ cho Mai Vũ bằng cách bấm một cái đăng ký nha quý vị Tại vì những cái like và đăng ký của quý vị nó hoàn toàn miễn phí Và dạ. Mai Vũ cảm ơn quý vị rất là nhiều Sau đây Mai Vũ sẽ cập nhật những cái thông tin uh, chi tiết của uh, uh, cái tiêu đề hôm nay Thì thông tin đầu tiên bé gái 15 tuổi đã bơ vơ bên xác của mẹ suốt 5 ngày ở Mỹ. Một bé gái 15, không phải 15 tuổi mà là 15 tháng tuổi, sorry quý vị. Một bé gái 15 tháng tuổi đã bơ vơ bên xác mẹ suốt 5 ngày tại một cái căn nhà dành cho người vô gia cư ở New York của Mỹ. Thì văn phòng xét nghiệm y khoa của thành phố New York nói bé gái 15 tháng tuổi này, uh, Lyric, đã được phát hiện trong cái đống lộn xộn bên cái dưới của chiếc giường gần với lại thi thể của người mẹ trong cái căn nhà thuộc trung tâm gia đình ở bên East River vào ngày 25 tháng 6 của năm 21. Và người mẹ 26 tuổi, Shelby 26 tuổi, đã tử vong tại vì dùng quá liều một cái chất gì đó, theo tờ báo của New York Post ngày 21 tháng 1, theo đơn kiện của người cha, người cha tên là Laboy uh, La Boy, 31 tuổi, đã nộp lên tòa án ở bên Manhattan, nói là bé, bé Lyric đã đã um, ngập ngụa trong phân Và bị mất nước nghiêm trọng Và được đưa tới bệnh viện Người cha đã dự định đó Là sẽ kiện chính quyền của thành phố Và cơ quan dịch vụ cho người vô gia cư Ở New York Hay còn gọi là DHS Đòi bồi thường 5 triệu đô la Những cái thiệt hại DHS bác bỏ những cái thông tin cho rằng Bé Lyric đã bị bỏ một mình suốt 5 ngày Nhưng mà không có nói rõ bao lâu Và cái sự việc này Nó đang được điều tra vào trung tâm À, trung tâm mà trên giờ đây đó họ phải kiểm tra những cái người mà cư trú hàng đêm và cái sự việc người cha cho biết bé gái này vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn không có biết bao lâu con bé mới hồi phục nó tỏ ra rất là lo lắng tại vì phải ở một mình anh ta đã kể lại cho biết là bé đã sụt hơn 3 kg và luật sư Harris của ông uh, Lapoy cho biết là bé gái này thường lay người cha mỗi khi mà anh ta ngủ để biết rằng cha của anh ta còn sống và cô Shelby đó cố sống cùng với lại con gái trong một cái căn hộ giống như là căn hộ tại trung tâm trên được khoảng 3 tới 4 tháng sau khi ly thân không có ai phát hiện ra cái sự việc cho tới khi mà một người khác tại cái trung tâm này họ phát hiện ra cái mùi lạ từ cái nơi mà cô ta ở và sau 6 tháng thì bé Lyric đã phục hồi trọng lượng cơ thể nhưng mà vẫn thường khóc đòi mẹ hàng đêm và người cha kể anh cho biết đó đã tạm nghỉ việc để chăm sóc con gái toàn thời gian. Quý vị quá là đau, quá là đau lòng cho cái hoàn cảnh này luôn đó quý vị. Chắc là người mẹ đó giống như kiểu là dùng thuốc quá liều và chết uh, không có kịp gọi cho nay quanh quanh hay là cái chỗ mà 911 để người ta tới người ta trợ giúp đó thì một đứa bé này có 5 tháng tuổi thôi nó đâu có biết cái gì đâu mà nó gọi quý vị mà không hiểu tại sao sống trong cái chỗ khu quận người vô gia cư như vậy mà không ai biết không có ai tới thăm hỏi tại thường có khi mà mình sống mà mình nếu mà mình không có gì đó người ta không có đụng chạm tới mình cho tới khi mà cái mùi nó bốc ra cái mùi mà xác nó, nó bốc ra thì uh, người hàng xóm hay là cái phòng bên cạnh người ta mới phát hiện ra thì đây là những cái hoàn cảnh mà bố thấy quá là đau lòng cho cái đứa bé này luôn quá là đau lòng cho đứa nhỏ này. Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả, quý vị. Tại mẹ không có kiểu là đã dùng thuốc quá liều thôi chứ. Bây giờ cái hoàn cảnh đó không biết sao phải dùng từ gì để diễn tả luôn đó mà người bố thì quá là đau lòng và đã đi kiện lại cái thành phố, kiện lại cái chỗ mà của chính phủ. Không biết cuối cùng họ xử ra sao thì mình phải chờ mình mới biết được. Một cái thông tin khác nữa mày vũ cập nhật được cho ngày hôm nay Israel. À, lúc trước đó họ nói liệu thứ tư không không có hiệu quả bây giờ họ lại nói khác quý vị Israel nói liệu vaccine covid 19 thứ tư giúp bảo vệ người cao tuổi gấp 3 lần thì Bộ Y tế của Israel cho biết là cái liệu vaccine thứ tư này có thể bảo vệ người trên 60 tuổi khỏi nguy cơ bị bệnh nặng khi mà mắc COVID-19 gấp 3 lần so với loại liệu thứ ba. Cái kết quả trên được đưa ra dựa trên cái số liệu của khoảng 400.000 người cao tuổi đã tiêm mũi thứ tư Kết luận được Israel đưa ra ngày 23, 23 tháng 1 dựa trên cái so sánh của nhóm người trên 60 tuổi đã tiêm liệu thứ ba theo hãng tin của Reuters cung cấp. Theo đó, nước này, do cái số liệu của khoảng 400.000 người cao tuổi đã tiêm liệu bổ sung thứ hai, tức là liệu thứ tư, với lại số liệu của 600.000 người đó cùng cái nhóm tuổi nhưng mà chỉ được tiêm một liều bổ sung, tức là liệu thứ ba, trước đó ít nhất là 4 tháng, Israel đã bắt đầu tiêm liệu thứ tư vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho những người trên 60 tuổi từ đầu tháng 1 của năm 2022. Dù có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh khi mà biến thể Omicron bùng phát, Israel không có ca tử vong nào do biến thể mới. Và nghiên cứu của Israel cho cái kết quả là tương đồng với lại những cái nghiên cứu trước đó ở Mỹ, Đức, Nam Phi và nước Anh đều cho thấy là những cái loại vaccine hiện nay nó kém hiệu quả để bảo vệ trước biến thể mới omicron. Nhưng mà liều tiêm bổ sung nó có thể giúp cho tăng đáng kể cái khả năng này. Trước đó thì một cái cuộc nghiên cứu đó sơ bộ từ trung tâm y tế của y học của ciba của israel cho rằng liều vaccine thứ tư giúp tăng kháng thể nhưng mà có thể không có đủ để chống lại biến thể omicron. Kết quả dựa trên nghiên cứu những cái nhân viên y tế đã tiêm liều thứ tư bằng vaccine của pfizer và moderna chúng tôi phát hiện ra sau khi mà tiêm cái mũi thứ um, thứ tư hai tuần vaccine của pfizer nó làm tăng cái lượng kháng thể và kháng thể trung hòa nó cao hơn một chút so với lại sau khi tiêm liệu thứ ba tuy nhiên có lẽ như vậy chưa có đủ để mà chống lại omicron ông gili ông là giám đốc của đơn vị ngăn ngừa kiểm soát những cái bệnh truyền nhiễm tại trung tâm y học của ciba ông nói thuốc trị viêm khớp có thể làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19. New York, thông tin từ New York thì uh, Artistic Foundation là một cái tổ chức mà giúp cho người viêm khớp ở Mỹ mới đây đã cảnh báo một số loại thuốc trị viêm khớp có thể làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19 và đồng thời đưa ra những cái lời khuyến cáo về việc tiêm cái mũi vaccine tăng cường. Theo bản tin của hãng thông tấn UBI, bữa hôm thứ Sáu ngày 21 tháng Giêng. Dù cái nghiên cứu nó vẫn còn trong cái giai đoạn sơ khởi, nhưng mà một số những cái bằng chứng cho thấy thuốc điều trị viêm khớp nó có thể làm giảm hiệu quả của vaccine của Pfizer và Moderna chế tạo và nghiên cứu được thực hiện trên 133 người, được chích ngừa đầy đủ và có sử dụng thuốc ức chế do hệ miễn dịch trong cơ thể. Và theo kết quả có được đó thì cái mức độ mà kháng thể và khả năng vô hiệu hóa virus của họ nó thấp hơn 3 lần so với loại người không có dùng những cái loại thuốc này và hiện tổ chức chưa có tiến hành những cái nghiên cứu mà ảnh hưởng của những cái thuốc ức chế miễn dịch đối với loại vaccine của Johnson Johnson. Không có phải tất cả những cái loại vaccine mà bệnh nhân của chúng tôi sử dụng đều có tác động đáng kể đối với lại hiệu quả của vaccine. Bác sĩ David, cả, cả bạn David là viện trưởng của American College cho biết. Và may mắn thay, chúng tôi chưa có thấy bất kỳ cái tín hiệu đáng lo về cái tính an toàn của vaccine covid 19 ở bệnh nhân mắc những cái bệnh tự miễn dịch và thấp khớp do đó người dân đó không có cần quá e ngại về liều vaccine thứ ba ông nói thêm và bác sĩ bác sĩ cũng cho hay đó hiện vẫn chưa có rõ cái mức độ bảo vệ của liều tăng cường thứ ba và thứ tư đối với loại bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch chẳng hạn như là người bị ung thư cấp ghép nội tạng hoặc là thuốc mà ức chế miễn dịch vì vậy ngay cả khi hoàn thành cái liệu tăng cường, họ vẫn nên tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng ngừa như là giãn cách, an toàn, đeo khẩu trang. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch của Mỹ CDC đã khuyên bệnh nhân bị những người bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch nên tiêm cái mũi thứ ba vaccine của uh, mRNA ít nhất là 4 tuần sau cái mũi thứ hai. Nếu mà có thể thì loại vaccine uh, ở những cái lần mà chích đó cũng cần giống nhau và nói cách khác, những cái người mà đã tiêm cái liều vaccine của Pfizer nên tiếp tục tiêm Pfizer. Và những ai mà ban đầu được chủng ngừa Moderna thì nên tiêm cái mũi tăng cường của Moderna. Đối với lại Johnson Johnson, bệnh nhân nên tiêm cái mũi thứ hai sau ít nhất là 2 tháng và có thể sử dụng tiếp Johnson Johnson hoặc thay bằng một loại vaccine của Pfizer hoặc Moderna. Một thông tin kế tiếp, một phụ nữ cố gắng mua em bé với giá 250.000 đô la của Mỹ ở Walmart. Thì cô này cố uh, rocket, cố là cố ở rocket của tất có Cô bị cáo buộc đã cố gắng đòi mua đứa trẻ, đòi luôn nói vị của một người lạ với giá là 500.000 đô khi mà uh, tại Walmart vào đầu tháng này. Và phụ huynh của đứa trẻ thì nói với lại cảnh sát rằng vào ngày 13 tháng 1, cô ấy đang đợi ở quầy tự thanh toán của cửa hàng cậu con trai một tuổi đang ngồi trong cái giỏ hàng theo uh, messenger người mẹ cho biết một người phụ nữ đã tới gần cô và nhận nhận xét về cái đôi mắt xanh và mái tóc vàng của con trai cô và theo cảnh sát thì người phụ nữ cho biết đó cô có 250 000 đô la trong xe của mình và đề nghị mua con mình người mẹ này nói nói rằng cô ấy không có bán đứa trẻ và người mẹ yêu cầu người phụ nữ này hãy tránh xa con trai của mình ra nhưng mà cô ta không có chịu và cho biết đã muốn mua một cái đứa trẻ từ lâu theo báo của người đưa tin và cảnh sát sau khi mà xem xét những cái cảnh quay từ Walmart cho biết cái đoạn video này nó xuất hiện xác nhận cái câu chuyện của người mẹ và người mẹ đã phải đối mặt với lại với lại người sau đó được xác định là Rebecca Taylor là một người khác mà thay lời đi cùng ở bãi đậu xe thay lờ thì bắt đầu la hét với lại người mẹ. Nói rằng nếu mà cô ấy không lấy 250.000 đô la, thì cô ấy sẽ đưa cho cô ấy 500.000 đô la. Tại vì cô ấy muốn đứa nhỏ này và cô ấy sẽ mua bằng được. Báo cáo của cảnh sát nêu rõ theo tờ báo, người mẹ với lại đứa con một tuổi và một đứa trẻ khác đã ngồi trong xe của mình. Trong khi đó, Taylor đó thì đứng sau một chiếc xe SUV màu đen đậu bên cạnh. Và cảnh sát cho biết Taylor Hiện tại này nói rằng cô muốn mua đứa trẻ trước khi mà rời khỏi cái chiếc xe SUV. Và cảnh sát đã bắt giữ tay lờ vào ngày 18 tháng 1, buộc tội cô là mua hoặc là bán một đứa trẻ. Đây là một cái trọng tội cấp độ 3 ở Texas. Trong một cái vụ việc khác vào tháng 6, một người đàn ông đã bị bắt ở Bendison, California sau khi mà hỏi một người mẹ liệu ông ta có thể mua con của cô ấy hay không. Vào năm 2018, cảnh sát cho biết một người đàn ông 81 tuổi đã được cho là đã đề nghị trả cho một người mẹ 200.000 đô la cho cô ta cho cô con gái 8 tuổi của mình tại một cái cửa hàng uh, Walmart ở bên Florida. Khi mà cả hai đã rời đi và ông ta được cho là đã nắm lấy tay của cô gái và hôn vào cổ tay của cô. Nghi can này đã bị bắt và bị buộc tội tấn công và bỏ tù. Quý vị mới muốn hiểu tại sao có những người mà họ sổ sàng cho tới mức đó luôn đó quý vị gặp con của người ta mà đi hỏi mua trả giá nữa 250 không bán là 500 ngàn bán không mà không hiểu mua về để làm gì chắc có ý đồ đen tối với những đứa trẻ này hay sao ta tại sao lại làm như vậy không hiểu luôn đó cãi nhau với vợ ông bố đã cắt cổ hai con rồi tự tử thông tin này bên Việt Nam những vị một ông bố này ở tỉnh Thái Bình đã cắt cổ hai con rồi tự tử sau khi cãi nhau với vợ cả ba đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện của địa phương theo tờ báo của Dân Việt bữa hôm thứ Bảy ngày 22 tháng Giêng, một người đàn ông này tên là Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1987. Cư dân của thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Phụ của tỉnh Thái Bình, đã bị bắt khẩn cấp tại vì dùng dao cứ cậu hai con sau khi ông ta tự cứ cậu của mình để mà tự tử. Theo nguồn tin vừa kể, sau khi cãi nhau với vợ tại quán của bánh mì, thì ông Mạnh này ông đã cầm con dao và cứ cậu hai con ruột 5 tuổi và 4 tuổi. Thấy cái sự việc nêu trên, người làm tạp vụ của cái quán này đó đã tới để canh thì anh Mạnh ấn cầm dao tự cứa cổ của mình. Cả ba đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, ông Mạnh và hai con thì bị thương, rách da ở cái vùng cổ, tuy nhiên sức khỏe ổn định, không có nguy hiểm tới tính mạng. Cái thảm kịch gia đình này nó dẫn tới những cái án mạng nghiêm trọng nó xảy ra rất là nhiều tại Việt Nam cái thời gian qua. Vợ chồng bất hòa sinh ra án mạng hoặc là đốt nhà tự tử, giết vợ, giết chồng hay là vợ chồng. Vợ giết chồng hay chồng giết vợ, thiệt mạng luôn cả con cái. Những ngày, ngày gần đây thì dư luận và xã hội vô cùng phẫn nộ trước những cái tin tức về một bé gái 3 tuổi đã bị nhân tình của bà mẹ hành hung bằng cách là cắm tới 9 cái đinh vào đầu ngày 18 tháng Giêng tại cái huyện Thạch Thất Hà Nội. Hiện tại chưa biết sống chết ra sao. Nguyễn Trung Huyên sinh năm 1992 đã bị bắt giữ và điều tra trong khi đó bà mẹ tên là El thì sinh năm 1995 cũng khó tránh những cái liên lụy trước đó ngày 22 tháng 12 của năm 21 bà dì ghẻ tên là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã dùng cây gỗ to để đánh đập suốt 4 tiếng đồng hồ khắp thân thể của con gái riêng 8 tuổi của chồng làm cho cháu thiệt mạng ở Sài Gòn Dựa trên camera an ninh thì bà mẹ này đã bị bắt giam để mà điều tra về cái tội bạo hành trẻ em. Hình ảnh mà camera cũng cho thấy là ông bố cháu đó cũng đã đánh con mình nữa. Cái tội bạo hành trẻ em theo luật hình sự của Việt Nam. Bạn bán <laughs> có thể chỉ có 3 năm thôi, 3 năm tù. Nhưng mà nếu bị truy tố theo cái điều khoản và những cái hành vi mà giết người thì bản án sẽ nặng hơn rất là nhiều. Án mạng nó xảy ra rất là nhiều tại Việt Nam không mấy ngày là không thấy những cái tin tức về những cái loại này trên báo ở trong nước và không thấy có cái con số thống kê mới nhất trong 4 năm qua. Người ta thấy là Bộ Công an họ đưa ra một cái bản án cáo và nói rằng những cái vụ án mà giết người thân có xu hướng là tăng cao ở Việt Nam hiện nay. Theo cơ quan vừa kể thì trung bình cứ mỗi năm đó cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người. Trong đó án mạng do cái văn hóa ứng xử chiếm 40% lứa tuổi phạm tội dưới 30 tuổi chiếm khoảng 75% của những cái vụ án. Nam giới gây án là nạn nhân chiếm hơn 90%. Thống kê cũng cho thấy đó, có tới 90% những cái vụ giết người này là do những cái nguyên nhân xã hội. Trong đó có 18 cho tới 20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau. Quá là đau lòng luôn quý vị mẹ ghẻ con chồng rồi bố dưỡng con 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 của vợ trời ơi quá là đau lòng luôn những cái vụ xô xát mà giống như kiểu là gia đình nó xảy ra nó 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 nơm nớp ở bên Việt Nam thì mấy bố nghĩ là chắc là hoàn cảnh cãi nhau bị xô xát cãi nhau rồi những đứa con là những cái đứa mà nó bị ảnh hưởng nặng nề nhất hoặc là À, con của mẹ ghẻ con chồng Mấy Vũ thấy là giống như cái thời mà thời cổ đại hồi xưa mà tấm cám á, mà không ngờ bây giờ nó còn xảy ra ở Sài Gòn ở, ở bên Việt Nam nó tóm là xảy ra ở bên Việt Nam và bố dưỡng con chồng nữa con của vợ nữa trời ơi sao mà ác quá những cái câu chuyện đó nó quá ác nhất là cái ông bố đó mà ông bố dưỡng đó mà đóng mấy cái đinh vào đầu của đứa trẻ mà nó chỉ có 3 tuổi thôi quý vị nó đang ở trong cái độ tuổi mà được nâng niu và chiều chuộng thì tại sao lại hành xử với nó như vậy nếu mà không có thích á không thích nó thì đừng có đừng có ở chung với mẹ nó hãy đi tìm một người nào đó khác đi đúng không vì tại sao lại hành xử mà men rợ kiểu đó với lại những cái đứa trẻ thì mẹ vũ không biết dùng cái từ gì để mà diễn tả cho những cái người này luôn đó đúng là ác thú chứ không phải là người bình thường <laughs> phải cho một cái án mà nặng nhất để cho trong đó ngồi là trung thân luôn để cho vô trong đó ngồi mà suy nghĩ lại những cái sự việc mà mình đã làm khuyến cáo những công dân không có tới nước Nga. Mỹ đã khuyến cáo người dân đừng có đi nước Nga trong thời buổi hiện tại nha quý vị. Bộ Ngoại giao của Mỹ đã cảnh báo công dân của nước này không có nên tới Nga. Tại vì uh, do những cái căng thẳng nó đang gia tăng ở biên giới của Ukraine. Thì trong một cái thông cáo ra bữa hôm ngày 23 tháng 1, Bộ Ngoại giao của Mỹ nói rằng công dân của Mỹ có thể là phải đối mặt rất là nhiều những cái phiền nhiễu và đại sứ quán có khả năng là hạn chế trong những cái hỗ trợ những người công dân và công dân Mỹ đó tới hoặc là cư trú tại Nga đã bị thẩm vấn vô cớ, bị quan chức của Nga đe dọa và có thể trở thành nạn nhân của những cái hành vi quấy rối, ngược đãi và tống tiền, Bộ Ngoại giao của Mỹ nhấn mạnh. Thông cáo đặc biệt cảnh báo công dân của Mỹ không có tới cái khu vực mà biên giới giữa Nga và Ukraine, nói rằng cái tình hình dọc biên giới nó không có thể nào mà đoán trước được những cái căng thẳng gia tăng do quân đội của Nga họ tăng cường những cái hiện diện cũng như là những cái cuộc mà tập tập trận quân sự trong các khu vực. Bộ ngoại giao của Mỹ trước đó đã thông cáo cho phép những cái nhân viên không có thiết yếu của đại sứ quán ở bên uh, Kiev tự nguyện rời Ukraine với lại cái chi phí do chính phủ cung cấp. Đại sứ quán của nước này ở Kiev vẫn mở cửa và thông báo trên trên không đó. Thông báo trên không phải là lệnh sơ tán. Giới chức của Mỹ cho hay cái quyết định mà rút người ra khỏi đại sứ quán của Ukraine được xem xét trong cái thời gian mà dài và không có thể hiện Mỹ giảm hỗ trợ với lại Ukraine. Quân đội của Ukraine tuần trước nhận định Nga đang là duy trì 127.000 những cái binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo. À, uh, này là Ikander ở biên giới. Lưu ý rất là nhiều những cái khu vực trọng yếu của nước này và trong đó có thủ đô của Kiev và đều nằm trong cái tầm bắn của tên lửa của Nga. Nga thông báo sẽ điều quân và khí tài trong đó có những cái như là tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tới Belarus để mà tham gia diễn tập chung. Bộ ngoại giao của Mỹ cảnh báo đây có thể là cái dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị để mà chiến tranh và đồng thời khẳng định rất là cảnh giác với mọi điều mà Nga đang làm điện của Kremlin đã phủ nhận những cái cáo buộc lên cái kế hoạch tấn công Ukraine và khẳng định mọi cái động thái quân sự ở biên giới của phía Tây đó hoàn toàn vì mục đích phòng thủ. Tình hình rất là tình hình thế giới hiện tại bây giờ đó nha quý vị. Nên cẩn thận nghe những lời cảnh báo của Mỹ chứ không có thể nào tin nổi nghe. Không thể nào tin nổi. Họ nói là không chiến tranh nhưng mình không có tin nổi đâu quý vị ơi. Mỹ họ đã xem xét tình hình thăm dò và họ đã đồn đoán rồi chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào giữa Nga và Ukraine. Nên họ cảnh báo dân của Mỹ bây giờ đừng có đi tới nước Nga. Có thể là mình bị hạch hỏi vô cớ, hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị tống tiền, hoặc là bất kỳ cái gì đó mà người ta không có đỡ nổi đâu quý vị. Tín hiệu đáng mừng về những cái dịch bệnh. Làn sóng Omicron ở một số nước đã có dấu hiệu đạt định và số ca nhiễm thì nó đang bắt đầu giảm xuống, nó mang lại cái tín hiệu tích cực về những cái dịch bệnh. Thì vượt qua cơn bão Omicron theo thông tin của AFP, Thủ tướng Martin của Ireland bữa hôm ngày 21 tháng 1 đã tuyên bố đất nước đã vượt qua cơn bão Omicron và thông báo là dỡ bỏ phần lớn đó những cái biện pháp chống Covid-19 từ 6 giờ ngày 22 tháng 1. Quyết định này được đưa ra sau khi mà số ca nhiễm của Ireland nó giảm đáng kể trong những cái tuần gần đây. Và cuối tháng 12 của năm 21, Ireland đã ghi, ghi nhận tới gần 10.000 những cái ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Cái con số này nó đã giảm xuống chỉ còn hơn 6.500 người bữa hôm ngày 21 tháng 1. Ireland hiện chỉ có 88 bệnh nhân COVID-19 trong cái phòng chăm sóc đặc biệt ICU trên cả nước. Và tình hình tích cực nó cũng đang được ghi nhận ở một số quốc gia khác. Reuters dẫn lời của bà Theresa Tam và là giám đốc của cơ quan y tế của cộng đồng của Canada, ngày 21 tháng 1 cho biết cái làn sóng mà lây nhiễm Omicron ở nước này nó có dấu hiệu đạt đỉnh. So với lại tuần trước, số ca mà bệnh mỗi ngày ở Canada đã giảm 28%. Tuy vậy, số người mà trở nặng và phải nhập viện đó nó vẫn tăng mạnh trong cái bối cảnh mà những cái bệnh viện ở Canada đang chịu rất là nhiều những cái áp lực và số ca COVID-19 mới do biến thể Omicron nó gây ra, trung bình mỗi ngày tại Mỹ nó giảm 5% trong tuần qua. Giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch của Mỹ CDC, bà người này tên là Rochelle Walensky, dữ liệu của Reuters, tới ngày 20 tháng 1 cũng cho thấy 19 bang của Mỹ có số ca nhiễm giảm so với lại tuần trước, đặc biệt là cái vùng của đông bắc nước Mỹ, cái nơi mà có số ca mà bệnh nó nó cao nhất trong cái đợt mà lây nhiễm gần đây và có số trường hợp dương tính nó giảm 40% so với lại 7 ngày trước đó. Bên cạnh đó, nghiên cứu mới công bố ngày 21 tháng 1 của CDC cũng tiếp tục chứng minh rằng vaccine có hiệu quả rất là cao trong cái việc ngăn ngừa những cái nhiễm biến thể Omicron trở nặng và tử vong. Và kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi mà Omicron nó chiếm ưu thế ở Mỹ, hiệu quả của vaccine trong cái việc mà ngăn ngừa và nhập viện từ 14 cho tới 179 ngày sau khi mà tiêm cái liệu thứ hai là 81%. Sau hơn 180 ngày kể từ khi liệu thứ hai, cái con số này nó giảm còn 57%, nhưng mà đã tăng thành 90% kể từ ngày 14 sau khi mà tiêm liệu tăng cường. Cần tiếp tục thận trọng, CNN họ đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 18 tháng 1 thừa nhận cái làn sóng mà lây nhiễm mới nó đang có dấu hiệu được kiểm soát ở một số nước. Tuy nhiên, Tổ chức nước này cũng kêu gọi tiếp tục thận trọng tại vì đại dịch còn lâu mới kết thúc và chưa có quốc gia nào mà thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Theo Reuters, thành phố Tokyo của Nhật Bản ngày 21 tháng 1 đã ghi nhận hơn 11.000 ca COVID-19. Đây là cái ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm tại đây họ phá kỷ lục và đẩy tổng số mà họ trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên cả nước của Nhật Bản trong 24 giờ qua lần đầu tiên đó là vượt cái mốc 50.000 ca kể từ đầu đại dịch thuốc điều trị Monoviravir sẽ rẻ hơn nhiều. À, Nga hôm ngày 21 tháng 1 có hơn 57.000 ca nhiễm mới và ngày thứ hai liên tiếp với con số này nó phá kỷ lục. Tương tự, nước láng giềng Ba Lan ngày 21 tháng 1 cũng ghi nhận kỷ lục hơn 40.000 ca COVID-19 mới. Trước đây một ngày, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch ở châu Âu, ECDC cho biết Omicron, nó đã trở thành cái biến thể mà chiếm ưu thế trong cái khu vực và đang gây ra 78% số ca bệnh mới. Mỹ ngưng những cái chuyến bay mà chuyển tới Trung Quốc để mà đáp trả Bắc Kinh. Ừ, cái này chắc nó... <laughs> cái này thì Reuters đã đưa tin những cái thông tin vận tải của Mỹ ngày 21 đã thông báo đình chỉ 44 chuyến bay chở khách hàng từ Mỹ tới Trung Quốc. 44 chuyến bay này, này được kết cánh những cái hãng hàng không của Trung Quốc thông tin này bữa mày vũ đưa rồi đó quý vị tại vì giống như kiểu là ở Trung Quốc đó, tình hình là Trung Quốc đó họ cấm những cái máy bay của Mỹ thì bây giờ Mỹ họ đáp trả lại họ cấm lại những cái máy bay của Trung Quốc thôi tại vì chẳng lẽ bây giờ Trung Trung Quốc có cấm không có cho Mỹ vào mà Mỹ lại tiếp tục mở cánh mở đôi cánh để cho họ vào đâu có được mình cấm cấm mình thì mình cấm ngược lại thôi tình hình này khiến cho những cái y tế của Liên minh Châu Âu À, ngày 21 tháng 1 đã thông báo Bộ trưởng Y tế của những cái nước mà thành viên chuẩn bị cho cái việc mà tiêm liệu thứ tư ngay khi mà có đủ dữ liệu cho thấy là điều này rất là cần thiết. Hiện tại bây giờ Hungary, Đan Mạch, Thụy Sĩ và những cái nước của EU, họ đang tiêm liệu thứ tư cho cái nhóm người mà bị suy giảm miễn dịch và dễ tổn thương nhất. À. Vậy mấy Vũ coi khi mà Mỹ đó họ nói là họ cấm những cái chuyến bay của Trung Quốc thì đáp lại người phát ngôn viên ông này là ông Lưu Bằng Vũ đại à, ông Lưu Bằng Vũ của đại sứ quán của Trung Quốc tại Mỹ ông gọi cái quyết định này đó là chỉ có cái chuyến bay của chính quyền tổng thống Joe Biden rất là vô lý lưu ý kêu gọi Washington hãy ngừng gián đoạn hay là hạn chế những cái chuyến bay mà chở khách thông thường do hãng hàng không của Trung Quốc khai thác à, tại vì lúc trước đó là À, động thái này đưa ra để mà trả đũa cái việc nhà chức trách của Trung Quốc vào tuần trước đã hủy những cái chuyến bay của hãng hàng không Mỹ như là Delta Airlines, United Airlines tại vì hành khách có kết quả dương tính sau khi mà tới Trung Quốc. Đó, tại vì tại vì Trung Quốc đã làm chuyện đó trước cho nên Mỹ đó họ mới làm cái điều ngược lại thì họ hủy 44 cái chuyến bay từ Trung Quốc vào Mỹ luôn cho biết. Đó, đó là cái tình hình mà nó diễn ra ở thế giới hiện tại bây giờ đó quý vị Mai Vũ cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã theo dõi video của Mai Vũ cho tới giờ này quý vị ơi đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha tại vì cái like nó hoàn toàn miễn phí và nếu mà ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ thể bấm cái đăng ký cho Mai Vũ luôn đi tại đăng ký nó cũng miễn phí luôn và mình có thể cập nhật được những cái thông tin miễn phí mỗi ngày mà Mai Vũ gửi tới cho quý vị và cho Mai Vũ tổng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Bye bye, I love you 哦，拜拜。